Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được các chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thông ra trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được anh chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, cũng như mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Đặc biệt của căn nhà mình thì phía bên trên sân thượng được các chị thiết kế phía trước mình có một cái phòng thờ và phía sau thì mình có một cái nhà bếp để sử dụng cho gia đình nếu có nhu cầu lên phía bên trên sân thượng vui chơi và hóng mát cũng như là ăn nhậu ở phía bên trên sân thượng thì rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông, một con đường rộng lên đến 7m. Một con hẻm thông xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện để nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và đây là con đường hướng ngược lại ra trục đường Phạm Văn Chiêu, cũng như là mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàm căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và anh chị mình mua bán cũng như là công chứng sang tên trong ngày này. Với căn nhà mình thì được thiết kế với 3 lớp cửa, phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến là mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng hơn 1m để mình để giày dép cũng như là mũ bảo hiểm được các chị đóng sẵn. Và di chuyển vào bên trong một chút thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn phía bên ngoài. Và kế tiếp là mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với 3 lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và đây là khu vực bên trong, khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị sắm sẵn để tặng kèm như là kệ để tivi và mình có một cái tivi 65 inch tặng kèm, cùng với đó là một cái dàn máy karaoke. Và phía bên trên mình sẽ có hệ thống đèn trùm, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và hai bên tường cũng được các anh chị dán giấy và ốp cho mình những bảng 3D trang trí rất là đẹp cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong đến với khu vực không gian cầu thang căn nhà. Thì với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và lan can thì mình được làm bằng sắt, cũng như là phía dưới chân cầu thang cũng được các anh chị thiết kế mình có những hòn 5 bộ khô và được trồng với mình những mảng cây xanh rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang. Thì phía đối diện với cầu thang thì mình sẽ có một cái mảng cây xanh cũng được các anh chị thiết kế cũng như là ốp đá tự nhiên cao lên kín tường rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế được các chị sắm sẵn để tặng kèm, cũng như là củ tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương. Bên trong thì mình sẽ có bếp điện từ, quạt hút, labo để chén bát, kệ để chén bát. Và phía đối diện với lại khu vực không gian phòng bếp thì mình có một cái tủ rượu rất là lớn được các chị thiết kế cũng như là đóng sẵn để gia đình mình có thể trưng bày thêm những chai rượu hoặc là những bình hoa trang trí vào bên trong căn nhà. Và phía trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng. Và di chuyển ra khu vực phía sau mình sẽ đến với khu vực không gian giếng trời và nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà cũng được các chị thiết kế rất là đẹp. Và với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được các chị xây dựng gần hết đất, cho nên không gian phòng khách, phòng bếp cũng như là phòng ngủ rất là rộng. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được các chị thiết kế rất là đẹp này. Một căn nhà đang có bề ngang lên đến 5m và rất là hiếm tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và được các chị thiết kế phải nói là rất là đẹp. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem một căn nhà được thiết kế với kiến trúc hiện đại và rất là sang trọng. Với căn nhà mình thì khu vực tầng lửng thì phía ngoài được anh chị thiết kế có thêm một bộ bàn ghế mini. Và bên trong thì mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng khách chính căn nhà. Phòng khách chính căn nhà mình được anh chị thiết kế sẽ có một bộ cửa hai cánh lớn để mở vào bên trong khu vực không gian phòng khách.
Và bên trong khu vực không gian phòng khách thì sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và có một cái máy lạnh, cũng như phía sau thì mình sẽ có cửa sổ cũng như là nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà mình thì được các chị thiết kế có tới 4 phòng ngủ chính và tới 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Và căn nhà mình thì được các chị thiết kế thêm cho mình có thêm một cái bếp ở phía bên trên sân thượng để gia đình có nhu cầu vừa ở vừa cho thuê thì cũng rất là thuận tiện. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Đã được các chị thiết kế full nội thất tặng kèm này. Với căn nhà này nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường thông từ trục đường Phạm Văn Chiêu ra trục đường Lê Văn Thọ cũng như là trục đường cây châm cũ. Nay là thuộc trục đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà nó có bề ngang lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được các chị thiết kế rất là đẹp này. Căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng. Anh chị đã để ở dưới bộ bàn ghế sofa dưới tầng trệt và với căn nhà mình thì có đầy đủ bản vẽ thiết kế thi công cũng như là hoàn công đầy đủ cho cái nhà mua căn nhà này thì quý khách hàng an tâm. Cũng như căn nhà này thì chị có hỗ trợ qua ngân hàng, nếu gia đình có nhu cầu cần vay thêm tiền để mua căn nhà này thì chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến 7-80% giá trị của căn nhà này. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và mang phong cách hiện đại cũng như là được anh chị thiết kế xen lẫn thêm những cái mảng tự nhiên ở phía bên ngoài anh chị đưa vào bên trong căn nhà của mình cho nên rất là đẹp. Mình có những cái mảng đá tự nhiên cũng như là mảng cây xanh trang trí vào bên trong căn nhà của mình. Với căn nhà mình thì đang có bề ngang lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m cho nên được các chị thiết kế rất là đẹp. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh và quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có hướng là hướng chính nam của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Với căn nhà đã được các anh chị ở nhà full nội thất tặng kèm thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết quý khách hàng. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang được các chị chủ nhà cần tiền giảm giá bán gấp. Căn nhà mình thì sẽ có 4 phòng ngủ chính. Thì tạm thời anh chị thiết kế 3 phòng ngủ đã được full nội thất. Và một phòng ngủ này thì anh chị đang để trống và có để một cái máy tập thể dục và một cái phòng xông hơi vào bên trong. Thì nếu gia đình có nhu cầu cần thêm phòng ngủ thì mình có thể chặt bỏ cái phòng xông hơi này thì để mình hoàn thiện một cái phòng ngủ cho căn nhà của mình. Còn nếu gia đình chưa có nhu cầu thì mình có thể sử dụng làm phòng xông hơi hoặc là phòng karaoke. Rất là tuyệt vời. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên, mình sẽ đến với khu vực không gian sân thượng của căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế có 2 giếng trời cho nên rất là thoáng và rất là mát. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực không gian phía trước căn nhà để đến với lại khu vực không gian phòng thờ cũng như là khoảng sân ở phía trước. Thì khoảng sân phía trước anh chị có thiết kế cho mình có một bộ bàn lên đến 8 ghế, có một thêm một cái xích đu và một cái bộ bàn thờ cũng đã được các chị đóng sẵn và những mảng cây xanh trang trí rất là đẹp và những mảng trần được các chị ốp nhựa cũng như là ốp gỗ hoa văn trang trí rất là đẹp. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình thì nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Mình có thể di chuyển từ trục đường Lê Văn Thọ vào căn nhà của mình rất là thuận tiện bằng trục đường số 9 để di chuyển vào tới căn nhà của mình.
Và đây là khu vực sân thượng phía sau căn nhà. Mình sẽ có một cái phòng bếp được các anh chị thiết kế rất là đẹp để gia đình có nhu cầu lên vui chơi hóng mát và ăn nhậu ở phía bên trên này thì cũng rất là thuận tiện. Với căn nhà nó có bề ngang lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 5m và được các anh chị thiết kế rất là đẹp. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh để quý khách hàng có thể sống ngay cho mình một căn nhà đang có hướng là hướng chính nam, phố khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.